Xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác trong buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay em rất là vui khi mà được lên đây là một người dẫn chương trình. Và trước khi mà chúng ta vào buổi học thì tất cả các chị em này, bây giờ cũng đã đến giờ rồi đúng không ạ? Bây giờ đã là 8 giờ rồi mà nhân hiện tại là vẫn còn thấy rất là ít thành viên còn chưa vào Zoom, thì mọi người hãy cùng nhau copy cái đường link này về cho đội nhóm của mình và để cho tất cả các thành viên trong hệ thống của mình vào học ở đây, đúng không ạ? Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều cô gái rất là xinh đẹp, rất là tài năng sẽ lên và chia sẻ. Và hiện tại là đã nhìn thấy những cái cánh tay vàng được giơ lên. Đấy là những cái cô gái vàng chuẩn bị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Có thấy là hôm nay là có cái sự chuẩn bị về trang phục khác hẳn hoàn toàn so với những nhóm trước lên chia sẻ, đúng không ạ? Bởi vì là nhóm vàng nhân là một nhóm mà gọi là đa sắc màu dân tộc, có rất là nhiều chị em là những người dân tộc khác nhau cũng như là ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, rồi ạ, em đã thấy số lượng thành viên đông hơn rất là nhiều rồi đấy ạ. Rồi ạ, mọi người tiếp tục kêu gọi đội nhóm của mình vào xem ngay cái buổi Zoom ngày hôm nay và sẽ không để cho cả nhà đợi chờ quá lâu. Đúng sau chờ mọi người sau khoảng tầm mà 3 phút nữa thì Zoom của chúng ta sẽ được bắt đầu ạ. Zoom của chúng ta sẽ được bắt đầu sau 3 phút nữa ạ. Trong lúc mà đợi các thành viên lên thì những ai mà như hôm trước chị Sâm đã chia sẻ là chúng ta đổi tên đi và hôm nay thì rất là mong là tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác là chúng ta sẽ cùng bật cam lên để chúng ta học với một cái năng lượng hiệu quả nhất, đúng không ạ? Bởi vì trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều thủ lĩnh xuất sắc lên chia sẻ, toàn là các giám đốc kinh doanh và nhà phân phối vô cùng là xuất sắc và ai cũng có kinh nghiệm rất là nhiều năm trên lĩnh vực kinh doanh online, và đặc biệt là mỗi người lại một cái điểm mạnh khác nhau. Mỗi người một điểm mạnh khác nhau, người giỏi livestream, người giỏi quay video, người giỏi đào tạo hệ thống và người giỏi đi thị trường. Mỗi người giỏi trong một lĩnh vực khác nhau. Bây giờ thì trước khi vào buổi học thì Nhân muốn là tất cả các chị em mọi người sẽ cùng giơ một cái biểu hiện quyết tâm lên để Nhân xin những cái ảnh đầu livestream, đầu Zoom được không ạ? Anh Tài ơi, anh Dục giúp em chụp ảnh với nhá. Chụp ảnh. Okay. Trong lúc chờ đợi. Dạ vâng ạ. Trong lúc chờ đợi tất cả các anh chị em khác vào Zoom thì chúng ta sẽ cùng thể hiện cái sự quyết tâm để học. Bây giờ là cuối năm rồi, hiện tại đang là cuối năm 2021 rồi, chỉ còn một thời gian rất là ngắn nữa thôi, chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2022. Và đây là những cái kiến thức để chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới, năm 2022. Chắc là rất là nhiều anh chị em đã đọc một cái câu nói, một câu slogan của chị Sâm ở trên Facebook của chị ấy đã chia sẻ. Đấy chính là xây dựng thương hiệu cá nhân trước khi mà chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Rồi ạ, hôm nay thì có rất là nhiều thành viên trong hệ thống của em Nhân sẽ chia sẻ. Vậy thì lần đầu tiên thì cho em Nhân xin gửi lời chào, kính chúc sức khỏe đến toàn bộ tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì có nhiều anh chị em thì đã biết Nhân rồi và Nhân xin giới thiệu lại một chút nữa. Đấy là em tên là Vàng Thị Nhân, là giám đốc kinh doanh ở khu vực Lai Châu, là một cô gái Thái và đã kinh doanh online được 4 năm và đã xây dựng được hệ thống hiện tại đến thời điểm hiện tại là gần 5.000 thành viên. Và tháng này thực sự rất là vui, là một tháng cuối năm rồi nhưng mà hệ thống thì khủng bố đơn rất là nhiều, và tháng này đã nhập 100.000 sản phẩm và có thu nhập hàng trăm triệu một tháng. Và để có được cái thành công, để có được cái kết quả như ngày hôm nay thì là Nhân vô cùng là biết ơn Tổng Giám đốc Phạm Sâm, một người chị tuyệt vời đã dẫn dắt Nhân để giúp Nhân có thành công như ngày hôm nay. Có một đội nhóm vô cùng là đoàn kết, vô cùng là yêu thương nhau, và đặc biệt là trong đội nhóm với nhiều năm kinh doanh thì đã xây dựng được một hệ thống rất là đoàn kết. Và như là cái tiêu đề mà hôm nay đã chia sẻ, đội nhóm dù là rất là nhiều cô gái ở khắp mọi miền Tổ quốc, rất là nhiều dân tộc, nhưng mà đã xây dựng được một cái đội nhóm đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và trong ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều cô gái lên chia sẻ. Thì lần đầu tiên là bây giờ là Nhân xin được chia sẻ cái màn hình. Trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có sự chia sẻ của chị Bùi Nguyệt, là một nhà phân phối
vô cùng là máu lửa, và đặc biệt là trong 6 tháng gần đây thì chị tháng nào cũng nhập hàng và phát triển rất là tốt. Và hôm nay thì chị Nguyệt sẽ chia sẻ với một cái chủ đề, đấy chính là bí kíp mà chị đã bán hàng bùng nổ trong 6 tháng cuối năm, cũng như là chị đã vượt qua những cái rào cản. Lúc đầu là khi mà kinh doanh thì chồng và gia đình chồng không ủng hộ, nhưng mà sau những cố gắng nỗ lực của mình thì đã được chồng và gia đình chồng ủng hộ và cũng có được rất là nhiều kết quả kinh doanh. Và giám đốc thứ hai sẽ chia sẻ, đấy là giám đốc chiến lược Lò Thị Chất. Em Chất hôm nay sẽ chia sẻ về chủ đề, đấy chính là video. Và tiếp theo là Thiên Long Nữ, là giám đốc chiến lược vô cùng là xuất sắc và nhân hay thường gọi đấy là thánh livestream của hệ thống. Một ngày có thể bán được rất là nhiều đơn. Và tí nữa thì bạn Long Thiên Nữ sẽ chia sẻ về chủ đề livestream. Còn một thành viên tiếp theo đấy là chị Nguyễn Thanh, và chị cũng đã lên chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần rồi, và chắc hẳn rằng đã có rất là nhiều anh chị em đã biết đến chị Thanh là ai và chị ấy giỏi trong lĩnh vực nào rồi, đúng không ạ? Và trong 6 tháng cuối năm chị cũng có một cái mức thu nhập rất là cao và có thêm được nhiều cái thế mạnh nữa, đấy là thế mạnh về đào tạo kèm cặp hệ thống ở 6 tháng cuối năm này. Và tí nữa chị cũng sẽ chia sẻ những cái kiến thức hết sức là tuyệt vời ạ. Và khi mà nhìn lên màn hình ạ, thì hôm nay thì sẽ có rất là nhiều cô gái nhìn thôi đã thấy rất là nhiều màu sắc rồi, đúng không ạ? Thấy rất là nhiều dân tộc rồi, đúng không ạ? Và ở tuần sau thì đội nhóm của Nhân cũng sẽ có rất là nhiều cô gái dân tộc nữa, đấy chính là giám đốc Nam Bùi này, giám đốc Hoan Hoan này, giám đốc Hà Hương này, giám đốc kinh doanh, giám đốc chiến lược, đấy chính là chị Hoàng Hương Lan và chị Ma Thị Chú. Đấy ạ, khi mà nhìn Nhân chia sẻ những cái hình ảnh này lên thì đã thấy được là đội nhóm của Nhân là một trong những cái đội nhóm mà hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Có đa dạng màu sắc luôn, đa dạng dân tộc, và mỗi người lại giỏi trong một lĩnh vực riêng, đúng không ạ? Và sẽ không để cho tất cả các anh chị em chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ Nhân xin được mời Thánh Video, đấy chính là em Lò Thị Chất, sẽ lên chia sẻ. Lần trước thì em Chất có được lên chia sẻ về cái cơ duyên của mình rồi, thì chủ yếu là chủ đề hôm nay em Chất sẽ chia sẻ lại là về video ạ. Xin mời em Chất sẽ lên chia sẻ nha. Ok, em xin chào tất cả các anh chị em cũng như là các giám đốc đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em thực sự rất là vinh dự, rất là vui. Hôm nay chính là ngày thứ hai, là một cái buổi thứ hai em được lên đây để chia sẻ cho mọi người. Và cái nội dung hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình đó chính là về cách làm video marketing đơn giản, dễ áp dụng và ai làm cũng có thể thành công. Đó, và em tên là Lò Thị Chất, hiện tại Chất đang là giám đốc chiến lược của công ty Dạ Thảo Liên. Trực thuộc F1 của sếp kinh doanh Vàng Nhân. Để có được cái trong những cái tức là em đã được lên một cái buổi livestream, một cái buổi Zoom của công ty mình, chia sẻ về cái cơ duyên. Khi mà em là một người trước khi tham gia kinh doanh online, em là một cô gái, em là một cô gái rất là nhút nhát, rất là rụt rè, rất là tự ti và không có khéo ăn nói. Nói chung là tự ti về mọi mặt, từ hoàn cảnh cho đến mọi thứ luôn. Đó, và sau khi mà em tham gia kinh doanh online Dạ Thảo Liên thì em đã phát triển hơn mỗi ngày, có những mối quan hệ chất lượng, và cũng như là cái thu nhập em từ một người mẹ bỉm sữa làm nông làm ruộng và không có thu nhập đã có thể kiếm thu nhập từ kinh doanh online Dạ Thảo Liên. Và chỉ sau hơn một năm ba tháng thì em đã xây được một ngôi nhà trị giá hơn 1 tỷ 300 và mua được xe này, mua được rất là nhiều thứ. Nói chung là khi hiện tại, cái thời điểm hiện tại là khi em bắt đầu tham gia kinh doanh online là vào tháng 6 2019 và đến thời điểm hiện tại là đã hơn 2 năm. Đấy, thực sự để có được cái sự tự tin như ngày hôm nay để có thể lên đây để chia sẻ với tất cả các anh chị em thì em có phải nói là rất là nhiều cái rào cản. Vâng, và cái nội dung ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom này, đó chính là về cái chủ đề video marketing. Em Chất thì chỉ có một duy nhất, đó là một cái điểm mạnh thôi. Mọi người thì chắc chắn là ở đây đã có mặt ở trong cái Zoom này thì chúng ta đều là những nhân tài, đều là những người rất là giỏi, đều có những cái điểm mạnh riêng và chúng ta sẽ phát triển riêng theo một cái cách riêng của mình. Nhưng bản thân em Chất thì em đi theo một cái hướng, đó là xây dựng video từ những cái ngày đầu tiên cho đến một cái thời gian giữa, tức là khoảng một cái thời gian 1-2 tháng gì đó thì em bắt đầu là xây dựng tập trung vào kênh video marketing. Trước khi em quay video thì em cũng giống như mọi người,
Đó, em sẽ làm nhìn thấy, tức là mình sẽ không biết là mình sẽ phải làm video như thế nào, không biết làm sao để có thể tự tin quay video, nhưng em cũng đã ghi ra các kịch bản, tức là em đã ghi ra những cái kịch bản rất là chi tiết cụ thể và từ A đến Z luôn. Và sau đó thì em đã đọc trước các kịch bản của mình. Nhưng có một cái điều mà ai cũng sẽ gặp phải đúng không ạ? Khi mà chúng ta mới đầu quay video á thì chúng ta sẽ rất là ngại, rất là tự ti và cảm giác rất là run. Bản thân em cũng như vậy. Khi mà em cái lần đầu tiên em quay video, em phải mất 2 ngày mọi người ạ, em mất 2 ngày để quay được một cái video. Đấy, nhưng video không hay, video không hoàn chỉnh đâu. Đó. Nhưng mà sau một cái thời gian làm liên tục này, đấy, kiên trì và đều đặn, và chỉ trong khoảng về sau đó một cái thời gian khá ngắn thôi, trong vòng 1 tuần sau khi em bắt đầu tập trung vào kênh video thì trên Facebook của em chưa có một cái thương hiệu gì cả đấy, từ là một cái người mới tinh luôn. Và sau đó thì em đã tham gia một cái khóa học của chị, nhờ chị sếp nhân, sếp đã dạy cho em về cái video marketing, và em đã tập trung vào trong trong vòng 1 tuần, tức là em đã tự quay được những cái video tự tin hơn, những video hay hơn và những cái video có hiệu ứng, và em đã làm xong được một cái chuỗi video đầu tiên là gồm có 7 video. Và khi mà em làm được những cái video đấy thì em đều up lên trên Facebook. Và từ từ một người phải nói là nói cực kỳ ngọng nhé mọi người nhé, cái điểm yếu của em đó chính là nói cực kỳ là ngọng. À, em dân tộc Thái và phải nói là nói ngọng 100% từ luôn, không có câu từ nào đúng, đều nói rất là ngọng luôn. Nhưng mà sau khi mà em đăng các video lên này, được sự góp ý của mọi người thì em đã sẵn sàng thay đổi và đã có thể là tự tin hơn nhiều. À, chỉ trong một cái chuỗi video đầu tiên đó thì em đã thu hút được rất là nhiều thành viên giỏi nhá, tức là em đã thu hút được rất là nhiều người giỏi hơn em gấp gấp nhiều lần đó. Người ta đều tò mò là tại sao một cô gái Thái nói cực kỳ là ngọng như vậy, tại sao lại có thể làm được những cái video hay như thế, mà trong khi mình là giáo viên, mình là gì đó, tức là họ rất là giỏi về trong cái lĩnh vực của họ. Nên là sau một cái quá trình làm mỗi video trong một cái thời gian rất là ngắn thôi thì em chắc đã thu hút được rất là nhiều những con người giỏi, và từ đó thì em đã tuyển được thành viên mới. Và những thành viên đến cho đến thời điểm hiện tại nhé cả nhà nhé, 100% tất cả các thành viên trong hệ thống F1 của em đấy thì mọi người đều thu hút bởi em và tiếp cận em là bởi vì thông qua cái kênh video marketing đấy. Mọi người sẽ hiểu là mọi người sẽ hiểu là mọi người sẽ có rất là nhiều người vẫn chưa hiểu video marketing là gì, và cũng sẽ có người thì làm rất là chuyên nghiệp rồi thì nó hiểu đơn giản là video marketing á, nó sẽ là chúng ta sẽ bán hàng thông qua video. Khi mà em chất làm những cái chuỗi video đầu tiên chỉ có 7 video thôi cả nhà nhé, cái chuỗi video em đầu tiên nhất đó chính là về cái vấn đề, tức là nguyên nhân tác hại hậu quả hướng dẫn sử dụng đó. Thì tất cả chúng ta có mặt ở đây và tất cả các chị em có mặt ở ngoài kia và tất cả các anh chị em chúng ta đang kinh doanh online đi, thì chúng ta có một cái điểm rất là tuyệt vời, đó chính là chúng ta rất tự tin để quay video, chúng ta rất tự tin để làm rất là nhiều video. Nhưng cái quan trọng là chúng ta chưa biết cách làm như thế nào để có thể đẩy được cái video của mình có chất lượng, mang lại kết quả tốt nhưng nó không quá cầu kỳ, cũng không quá mất quá nhiều thời gian. Mọi người sẽ biết là trong những cái lần trước em có chia sẻ là có người thì phải mất 1 ngày để quay được 3 video hay 4 video, nhưng em chỉ dành ra khoảng tầm 4 tiếng em có thể quay được 200 video, khoảng chừng 2 đến 3 phút. Đó. Thì khi mà mình biết cách quay nhá thì nội dung nó sẽ đầy đủ hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang sao chép kịch bản của nhau. Có thể là mọi người giỏi trong một lĩnh vực nào đó, nhưng theo em thấy là cái kịch bản video của chúng ta đang sao chép của nhau á. Ví dụ như chúng ta thường hay quay các dạng là nói về bản thân mình quá nhiều này, nói về công dụng quá nhiều, nên thành ra là người ta sẽ chỉ thấy được là cái sự năng lượng của chúng ta, họ sẽ chỉ thấy là một cái trang Facebook rất là năng lượng, nhưng để có được đơn hàng cũng như là ra được kết quả trong cái video đó thì rất là ít đó. Và có những người mọi người ạ, có những người khi mà em quay những cái video lên nói rất là nhiều về sản phẩm, về công dụng, thì sau đó sau khi em nhắn tin với họ, họ lại hỏi em là, tức là họ cũng thường xuyên tương tác và bài cho em, nhưng họ vẫn hỏi em là em ơi em đang kinh doanh dòng sản phẩm gì đó. Tức là khi cho dù mình nói nhiều như thế nào về sản phẩm, nói nhiều thế nào về công dụng sản phẩm thì họ vẫn không hiểu gì cả, nên là mình nói quá nhiều thì làm cái video của mình sẽ bị kém chất lượng hơn đó. Và khi mà trước khi em có thể làm xây được những cái chuỗi video như bây giờ đấy thì em đã làm thử, tức là đã làm rất rất là nhiều các cách mà mọi người vẫn làm, tức là em sẽ làm lung tung mọi người, không đi theo một cái chuỗi nào hết đó, không đi theo một cái chuỗi nào hết mà em sẽ làm lung tung, tức là em biết cái gì, em nghĩ được cái gì thì em sẽ quay video đó, em thấy người khác làm cái gì hay thì em sẽ làm
Tức là người ta làm hay cái gì mình sẽ làm theo, hoặc là mình nghĩ ra được cái gì thì mình sẽ làm được luôn, tức là sẽ học theo cách của họ mà không có đi theo một trình tự hay sắp xếp nào đó. Và sau đó thì em đã tham gia rất là nhiều chương trình cũng như là đã làm rất là nhiều video. Phải nói em là nếu như mà về video em rất là tự tin, có thể những mặt khác em không tự tin, nhưng riêng về cái mảng video của em là tất cả các video của em cho dù view ít hay view nhiều đều ra được đơn hàng hoặc là ra được xỉ, và đã có những cái video của em đã tuyển được 17 xỉ trong một cái video đó. Và cái cách tiếp cận của mình nó mới quan trọng cơ. Nói chung là khi mà mình có bây giờ nhá, khi mà chúng ta làm một cái video thì chúng ta đa phần em cam kết luôn là tất cả các anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta có thể thành video, chúng ta nói rất là giỏi, chúng ta thuyết trình rất là hay, nhưng để có được một cái kịch bản video chất lượng thì chúng ta cũng sẽ cần phải đi theo quy trình đó. Chúng ta thường mắc một cái sai lầm và luôn sao chép cái kịch bản của nhau, bởi vì là em đã xem được cho dù boss rất là lớn rồi mọi người vẫn có cái kịch bản như cũ, tức là chúng ta hay nói kiểu như thế này nhá, em sẽ làm máu cho mọi người một cái dạng mà chúng ta hay nói, ví dụ như là: "Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lò Thị Chất, giám đốc chiến lược của công ty Dạ Thảo Liên. Hiện tại tôi đang phân phối tất cả các dòng sản phẩm của công ty như là tinh dầu răng miệng, đặc trị tất cả các vấn đề về khoang miệng như là sau răng, hôi miệng, viêm lợi, viêm họng, viêm amylase, viêm tai giữa." Tức là mình sẽ đưa ra một cái pháo trào, tức là liệt kê hết tất cả các công dụng mà sản phẩm của chúng ta đặc trị được. Và sau khi đó thì chúng ta sẽ nói về cái công dụng của sản phẩm, đúng không? Nó đặc trị các gì đấy rồi. Và khi một cái video đó chưa đến cái nội dung cốt lõi của nó, đã hết 1 phút rồi cả nhà, đã hết 1 phút rồi. Nhưng mọi người có biết là một cái video marketing hay á thì nó sẽ chỉ quan trọng nhất là 15 giây đầu tiên đấy. 15 giây đầu tiên nó sẽ có bố cục như là: 5 giây đầu tiên mình sẽ nói về tiêu đề trong nội dung, tức là mình sẽ chọn trong ba cái nội dung đó là nỗi đau của khách hàng, sự sung sướng của khách hàng, cái kết quả họ sẽ nhận được khi họ nghe được cái video đấy của mình. Cái 5 giây tiếp theo là chúng ta sẽ nói về bản thân mình là ai, mình đã làm được gì hay là giúp được cho ai đó thành công nhờ cái cách mình sẽ chia sẻ trong video đấy. Và 5 video thứ ba, 5 video 5 giây tiếp theo mình sẽ nói về nội dung của video, và sau đó thì mình mới đến cái phần giới thiệu, mình mới nói chuyên sâu chi tiết hơn. Đó, thì 15 giây đầu tiên đó chính là sẽ là quan trọng nhất. Và khi mà một cái video chất lượng thì chúng ta sẽ cần phải đi theo 6 cái bố cục nha. Cái phần đầu tiên, 6 bước để chúng ta làm được một video marketing. Thứ nhất là mình sẽ cần phải có tiêu đề. Thứ hai, chúng ta sẽ nói về ai, ai chính là bản thân mình. Thứ ba, mình sẽ nói về nỗi đau. Thứ tư là mình sẽ nói về sự sung sướng. Thứ năm thì mình mới nói về nội dung, và thứ sáu là sẽ nói về kêu gọi hành động. Một cái video dài hay ngắn thì không quan trọng, nhưng nó chỉ cần đầy đủ tất cả các ý đấy thôi. Và nếu như video bán hàng hay video gì đó thì chúng ta sẽ chỉ cần là quay trên vòng 1 phút thôi. Đó là, và tất cả những cái video mà em làm trước đây nhá, mọi người không biết là mọi người sẽ tò mò là tại sao một cô gái dân tộc nói rất là ngọng, nói cực kỳ ngọng luôn mọi người. Nhưng mà em đi theo một cái chuỗi, tức là em đã đi theo cái kịch bản sẵn của người khác. Em cũng không biết được, tức là em cũng không biết là cái đấy nó có mang lại kết quả cho mình không, nhưng sau một cái quá trình làm liên tục làm mỗi ngày thì em đã chắt lọc ra những cái dạng video mà mang lại kết quả cho em đấy. Thì nói lại các bước được không? Ok ạ. 6 bước để mình có được một cái video chất lượng nha. Bước 1 là tiêu đề. Bước 2 là ai. Bước 3 nỗi đau. Bước 4 sung sướng. Bước 5 nội dung. Bước 6 là kêu gọi hành động. Tất cả các video của chúng ta cho dù nói hay thế nào, nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đi về cái kết. Nếu như sẽ có những cái video á, bởi vì trước đây em cũng có dạng làm có những cái dạng video em nói rất là hay, rất là nhiều lượt view, nhưng không có cái câu kêu gọi hành động ở phía cuối là cũng không mang lại kết quả. Bởi vì sau khi mà họ xem cái nội dung video của mình, xem xong cách mình diễn trình như thế nào đó thì phải có cái câu bên dưới, đúng không? Mình phải kêu gọi họ. Họ muốn cái gì đó thì sẽ inbox cho mình. Họ cần cái gì đó, mình có cái gì đó cho họ, thì tức là mình phải kêu gọi hành động. Thì sau khi mà nghe xong cái kêu gọi hành động đó thì họ mới nhận ra được là mình có cần hay không thì mới inbox. Đấy, còn nếu như mà sau khi xem xong thì người ta cũng chỉ xem xong và đi qua thôi, chứ không xem tiếp là mình có muốn cái gì hay không, hay mình có nhận được gì từ cái video đó hay không. Đấy, video thì không cần là quá phải cầu kỳ, hay là không phải cần là trên ứng dụng là quá là lung linh như thế nào đấy. Video đơn giản cũng được, nhưng nó có nội dung và nó mang lại cái gọi là mang lại cái ý nghĩa cho khách hàng, họ nhận được cái điều gì đó trong cái video của mình. Và tiếp theo là trước khi mà em có được những cái cách như thế này, tức là em đã làm rất là nhiều video mọi người,
Tức là khi mà em làm video nhé, có những khoảng tầm một buổi em sẽ làm được tầm 50 video. Đấy là cái trong cái thời gian mà em làm ngắn nhất, em làm 50 video và em sẽ chỉ chắt lọc ra khoảng tầm 10 video để em đăng thôi. Và thông qua các video mà em làm thì em đã chắt lọc lại là em đã có các chuỗi quy trình, em đã có các chuỗi quy trình làm video nhé. Tức là một người kinh doanh, từ một người mới, từ một người bước chân vào kinh doanh cho đến một người thành công, tức là bước chân từ một người mới tanh cho đến một người boss, đều chỉ cần đi theo các qua quy trình này thôi, là có 5 năm chuỗi video mình cần phải đi qua. Tức là bây giờ mình, khi mà trước đây em cũng giống như mọi người nhé, tức là khi mà em chưa biết các chuỗi này thì em làm lung tung, nhảy lung tung, thích làm cái này thì làm, thấy người khác làm hay thì làm. Nhưng khi mình làm như vậy nhá, cái tầm của mình nó chưa đủ mọi người ạ, cái tầm của mình nó chưa đủ nên là mình làm nó không có kết quả, bởi vì cái tầm, cái nhân hiệu của mình nó chưa ở cái tầm của người khác. Mình thấy người khác làm nó ra kết quả nhưng mình làm nhảy, mình nhảy theo thì cái tầm của mình chưa đúng ở cái chuỗi video đó. Tức là mọi người làm rất đúng nhưng mình không đi theo cái tầm của mình nên nó sẽ không mang lại kết quả cho chúng ta. Và sau khi mà em đã chắt lọc lại và em cũng đã học qua các thầy đó, thì em sau khi mà em làm áp dụng thì cảm thấy là những cái chuỗi video này mình đã từng làm rồi ấy, và thực sự nó như thế luôn. Mọi người sẽ thấy là sẽ ở có trong hệ thống của em sẽ có rất là nhiều người giỏi hơn em, nhưng tại sao họ giỏi hơn mình lại đi chọn một người thủ lĩnh là kém hơn mình? Họ chỉ ngưỡng mộ em bởi là em làm video hay đấy. Tất cả các thành viên hiện tại thu hút, là tức là em thu hút họ bởi kênh video hết, tất cả luôn. Thực sự là từ chị Mật Mật, từ chị Tâm Kem Trần, từ chị Trần Nhung, tất cả mọi người, chị Phương Thanh, mọi người đến với em đều thông qua kênh video marketing đó. Và bởi vì họ họ muốn là, thứ nhất là họ có thể là nhìn thấy một cái đặc điểm nào đó của em thôi. Đấy, như chị Mật Mật trước đây cũng có chia sẻ là thấy em Chất nói rất là ngọng như thế, tại sao lại có thể làm được video hay như vậy. Và cái mục đích đầu tiên là tiếp cận em để học video. Nhưng và qua một cái chuyện quá trình làm việc đấy thì chị đã hiện tại đang là một giám đốc chiến lược vô cùng xuất sắc của công ty Dạ Thảo Liên luôn đó. Và các chuỗi video em sẽ đọc cho mọi người sẽ ghi lại nhé, là các chuỗi video để chúng ta kinh doanh online. Chuỗi đầu tiên là mình sẽ nói về vấn đề. Vấn đề thì nó sẽ là các dạng như là nguyên nhân, đầu tiên là nguyên nhân, tác hại, hậu quả, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng chi tiết và kêu gọi hành động. Đó chính là dạng cái video mà chúng ta trước đây đã từng làm và giám đốc Sâm đã làm và đăng lên trên YouTube. Đấy là mình sẽ có hết tất cả, mỗi một bệnh thì mình sẽ quay một video chi tiết luôn. Là những cái video đấy nó sẽ giúp cho mình tạo thành cái thương hiệu cho mình chính là chuyên gia của sản phẩm. Đấy là những cái người đầu tiên mới vào. Và cái chuỗi video thứ hai mình sẽ quay về cái giải đáp thắc mắc của khách hàng. Ví dụ như là sẽ có nhiều người biết nhưng mọi người không làm nhá, nhưng cái chuỗi video thứ hai này là cái chuỗi video sẽ ra được đơn hàng nhiều nhất đó, và em đã áp dụng cho rất là nhiều thành viên rồi, tí em nữa sẽ chia sẻ nếu như còn thời gian. Thì cái chuỗi thứ hai này là mình sẽ nói các dạng là giải đáp câu hỏi. Ví dụ như là chị ví dụ như là Chất ơi, tinh dầu răng miệng Dạ Thảo Liên có trị được viêm họng không? Xin chào các bạn, tôi là Lò Thị Chất. Trong cái thời gian vừa qua khi tôi kinh doanh và tư vấn các dòng sản phẩm của công ty Dạ Thảo Liên thì tôi là nhận được rất là nhiều câu hỏi của khách hàng đó. Tức là sau đó mình sẽ giải đáp nhưng mình vẫn đi đầy đủ nội dung, nhưng cái chuỗi video giải đáp này không được quá 2 phút nhé, tức là càng ngắn càng tốt, dài không ai nghe đâu. Và cái phần tiêu đề đầu tiên nó mới là quan trọng, bởi vì nếu như mà mọi người đi theo cái cách làm cũ nhá, em nhấn mạnh là cái cách làm cũ, là chúng ta sẽ nói như thế này: xin chào tất cả các bạn, tôi là Lò Thị Chất, hiện tại Chất đang là giám đốc chính lược của công ty Dạ Thảo Liên, kinh doanh và phân phối tất cả các dòng sản phẩm của công ty như là tinh dầu răng miệng, đặc trị các vấn đề gì đó mình liệt kê ra hết. Và sau khi mình nói xong cái đấy hết 1 phút rồi, và khách hàng họ sẽ chỉ nghe thấy từng đấy thôi và không nghe được cái nội dung của mình phía sau nữa. Nhưng khi mình, chúng ta để cái tiêu đề lên đầu tiên nhé, tiêu đề trong video, ví dụ như là bí quyết khỏi viêm amylan tại nhà không cần phải sử dụng đến kháng sinh, xin chào tất cả các bạn, amylan là gì đó, sau đó mình mới nói, tức là mình phải cho cái tiêu đề lên đầu tiên. Ngay cả cái phần tiêu đề của mình dòng trên dòng dưới không cần hiệu ứng gì nhưng nó sẽ mang lại kết quả cho mình nhiều nhất. Và thử cái chuỗi video thứ ba đó là mình sẽ là chuỗi blog thương hiệu cá nhân. Chuỗi video thứ ba đó sẽ là mình sẽ kể về cái câu chuyện thành công của mình, là cái cơ duyên mình biết đến cái sản phẩm Dạ Thảo Liên chẳng hạn, cái câu chuyện thành công của khách hàng hay là câu chuyện thành công của chính mình. Đấy, mình chưa cần có thành công nhưng mình có thể quay cái video là cái cơ duyên của mình ấy. Đó, đó chính là cái chuỗi thứ ba nhé, là mình sẽ quay về cái chuỗi blog thương hiệu cá nhân. Đấy. Và cái chuỗi thứ tư là mình sẽ nói về cái phản hồi của khách hàng. Phản hồi của khách hàng đó là mình sẽ xin phản hồi nhưng nó cũng sẽ cần đi phải đi theo cái tiêu đề ấy.
Chúng ta thường có một cái thói quen, đó chính là mình nói hết và khách hàng, cái người mình xin phản hồi thì lại không nói cái gì cả. Nên là khi mà mình xin phản hồi của khách hàng thì mình sẽ cần là phải đặt câu hỏi và khách hàng trả lời. Đấy. Và đến chuỗi thứ năm, cái chuỗi thứ năm đó chính là chia sẻ kinh nghiệm. Đó, là chỉ cần đi theo năm chuỗi này thôi và chúng ta sẽ kết hợp nhá. Mọi người sẽ có câu hỏi, mọi người sẽ có câu hỏi, đó chính là có phải là đi hết chuỗi 1 rồi mới đến chuỗi 2 không? Không nhé mọi người. Cứ hai video chuyên gia thì đến một video giải đáp câu hỏi, cứ 5 video thì lại đến một video thành công của mình hay là một thành công của người khác. Tức là mình sẽ không đi hết tất cả các bệnh, sau đó thì mới nhảy sang chuỗi thứ hai. Tức là mình sẽ lan xem, tức là đầu tiên là mình quay lên một cái video nói về nguyên nhân tác hại hậu quả, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng chi tiết và kêu gọi hành động của cái bệnh viêm amylan rồi. Và đến cái video thứ hai có thể video chuyên gia về nhiệt miệng chẳng hạn, và đến video thứ ba mình được đăng lên trên Facebook là mình sẽ đã dùng cái chuỗi thứ hai, tức là giải đáp thắc mắc của khách hàng. Và cái chuỗi thứ hai này nó sẽ ra được nhiều đơn hàng nhất. Thực ra thì họ cũng chưa có câu hỏi cho mình đâu, thực ra họ chưa đặt câu hỏi cho mình, nhưng khi mình trả lời câu hỏi như vậy thì vô tình là người ta sẽ cảm thấy là à, cái này nó đúng vào cái tâm của mình đấy. Thực ra là mình có đừng có lợi người khác phải hỏi mình xong mình mới trả lát, mà mình giải lát trước rồi thì người ta chỉ cần mua thôi. Và bên em thì hiện tại có cả chuỗi video thứ sáu, tức là chuỗi video đóng vai hai nhân vật, một người sẽ là người hỏi, một người sẽ là người trả lời. Và trong khi mà em áp dụng và em sẽ chia sẻ nhanh cho mọi người cái cách mà em làm trong hiện tại nhé. Nếu mà để mà chia sẻ hết thì nó sẽ mất rất là nhiều luôn. Thì trước đây khi mà em tuyển thành viên về, em tuyển về rất là nhiều mọi người nhá, em tuyển về nhiều cực nhiều, nhưng sau đó em không kèm biết, em biết kiến thức, em biết đào tạo nhưng em không tập trung kèm và em chỉ thích tuyển về thôi. Và sau đó thì mọi người rụng rời hết, ai phát triển thì vẫn bán, đến tận bây giờ vẫn phát triển và ngày càng phát triển. Còn người không phát triển thì mình là lúc đó là khi em tuyển về, họ em áp dụng, họ làm theo cách làm cũ, tức là em áp dụng, em hướng dẫn cho họ cái quy trình 5 ngày hoặc là cái quy trình 7 ngày đăng bài. Đó, thì có người làm có người không, và họ không làm họ chán, họ nản, họ bỏ, họ thôi. Còn bây giờ thì em lại làm theo một cái cách khác nha. Đó chính là sau khi em tuyển về. Sau khi em tuyển về này thì em làm theo cách mới, đó chính là em cho họ đăng luôn cái video từ cái bài đầu tiên. Video ngày đầu tiên này là mình sẽ nói về cái cảm nhận của họ, tức là họ sử dụng sản phẩm như nào, họ chỉ cần chia sẻ thay vì cái bài viết đầu tiên mình cho họ quay thành video. Đấy, nên là đến cái ngày thứ hai mình sẽ cho họ đăng một cái status đa dạng là có nhiều hỏi, có nhiều khách hàng hỏi thăm và nhiều đáy hộ. Đến cái ngày thứ ba là sẽ dùng cái video trả lời thắc mắc của khách hàng. Đấy, và như vậy là mình sẽ đi theo cái chuỗi như vậy và sẽ sử dụng nhiều video hơn. Nhưng mọi người sẽ thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với trước nha. Trước đây thì thay vì là mình, em ơi em copy cái bài này em chỉnh sửa em đăng lên nhá, em ơi em đăng bài chưa, tức là mình sẽ luôn chủ động hỏi họ, kèm họ là em ơi em làm chưa, em ơi em làm cái này đi, thì họ không làm. Đấy, nhưng hiện tại em áp dụng theo cách làm mới này, họ rất chủ động mọi người nhá. Bởi vì là khi mà mình bảo họ quay video, họ sẽ hỏi là sau khi họ quay xong họ gửi sang cho mình, em ơi chị làm như thế này ok chưa này, em ơi chị làm như thế này có được không này, em xem hộ chị này, em ơi chị cần phải bổ sung gì thêm không, em ơi chị có đăng được cái bài này không, em ơi chị đăng thế này có được không, em ơi khách hỏi thế này. Tức là khi mà mình cho họ hướng dẫn theo cái video nhá, họ sẽ có cái sự chủ động cực kỳ luôn. Trời ơi, em phải nói là thay đổi như thế nào không biết, nhưng mà tóm lại là rất là sung sướng luôn. Trước đây mà em phải, trời ơi, em phải đuổi theo họ ấy, mệt cực kỳ, em phải hướng dẫn là em ơi em làm cái này, em ơi em làm cái kia, chị ơi chị làm cái này, nhưng họ không làm đấy. Nhưng sau khi em hướng dẫn theo cái người mới nhá, cái người mới tức là họ có cái sự chủ động cực kỳ luôn, họ luôn hỏi mình là em ơi chị quay thế này được không, chị nói thế này được không đấy. Tức là họ luôn luôn có sự chủ động ở đấy, và sau đó thì họ mới đăng lên và họ lúc nào cũng chủ động luôn. Và từ đó thì và khi mà em tuyển được những cái thành viên mới trong 2 tháng gần đây á, thì em cho họ tham gia cái chương trình học của em. Và trong những cái thời gian vừa qua thì em đã mở ra hơn 10 khóa đào tạo về video marketing, và có 10 khóa, hơn 10 khóa đào tạo về video marketing là hoàn toàn miễn phí, và có 2 khóa là thu phí. Và thực sự là tất cả những thành viên tham gia trong khóa học của em ai cũng phải nói là cực kỳ thay đổi và cái tư duy khác, cái cách làm khác, và họ tự tin hơn rất là nhiều. Em đã có những F1 của em theo em gần 2 năm trời mọi người. Trời ơi, em bảo là chị ơi chị quay video chị làm thế này, xong rồi xong là hỏi là em ơi chị phải làm thế nào để ra được đơn nhỉ, mình hướng dẫn nhưng không làm, ui chị ngại lắm, chị người ta cười mình chết chỗ như thế này. Tóm lại là luôn vác muôn vàn cái lý do luôn. Nhưng sau khi mà tham gia cái khóa mà
phải trả phí đấy, tức là em bắt mọi người là phải chuyển tiền sau đó thì mới đào tạo. Thì trời thay đổi cực kỳ luôn, nói hay hơn em, diễn hay hơn em, mà quay nói tự tin hơn em, rất là chẳng thấy mình còn phải nói là kém xa họ rất là nhiều, nhưng trước đó họ chưa từng làm, mọi người ơi, trước đó họ chưa từng làm luôn. Mình bảo họ làm là ui chị ngại lắm, chị lười lắm, chị sợ người ta cười này nọ đấy. Sau khi làm nhá, em còn có những thành viên mà phải nói là trước đây á, chị khi mà chị theo em, chị nhắn tin cho em là chị mong muốn là chị muốn là mình cũng được nhiều người ngưỡng mộ này, mình thành công này, nhiều người sẽ khen mình các kiểu, nhưng mà về sau khi mình tham gia thì mình nghĩ về cái tiền nhiều quá nên là chị cảm thấy áp lực. Chị biết đấy nhưng mà chị không làm. Đó, và sau đó khi mà tham gia các khóa học đào tạo về video marketing của em ấy, đấy, thì mọi người đã thay đổi hoàn toàn, tức là trời ơi sao mà mình làm xong mình đăng lên trên Facebook nhiều người khen á, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người nhắn tin, xong người nhiều tuyển được nhiều người, sao mà sướng thế? Mà sao trước đây mình biết nhưng mình không làm. Đó, nhưng mà sau khi mà tham gia khóa kèm của em thì khóa đào tạo về video marketing ấy, tức là có kèm cầm, có kèm cặp, có bài tập và có phải làm đủ các bài tập thì tặng chuỗi tặng các chuỗi kịch bản, mà em xây dựng hết đầy đủ tất cả các kịch bản là hơn 100 kịch bản, có tất cả đầy đủ tất cả các mẫu, tức là tất cả các chuỗi đấy đều có từ 15 đến 30 cái kịch bản có mẫu đấy. Thì khi mà mọi người làm, thực sự là cái họ làm được á, đó chính là một cái niềm vui của họ, một cái sự họ khám phá ra được là họ giỏi thôi, nhưng khi mà mình đào tạo cho họ, họ làm á, cảm giác cực kỳ là sung sướng, cảm giác rất là hạnh phúc. Và hiện tại trước đây thì trước đây nhá, em một mình em tuyển, tức là một mình em làm, em tuyển cực kỳ là giỏi luôn mọi người. Em chỉ cần em nhắm ai, em nhắn tin, không ai trượt một phát nào luôn. Nhưng cái quan trọng là em không kèm họ, em không đẩy họ phát triển và em cũng không có hướng để họ đi. Xong là em gửi bài một hai ngày xong em thôi. Có những người á, họ là sỉ của em mà họ nhập hàng đến lần 2, lần 3 em chưa biết Facebook của họ là ai. Bởi vì khi đặt đơn thì trợ lý của em ship hàng và gửi hàng, xong đến lúc mà họ gửi lại, họ nói chuyện xong rồi mới biết ra đấy là sỉ của mình đấy. Thực ra là em tuyển cực kỳ là nhiều luôn, nhưng mà sau đó em không kèm. Và hiện tại là trong vòng 2 tháng gần đây thì em mới tập trung kèm. Và bây giờ không chỉ một mình em tuyển mà tất cả các thành viên, từ một cái người mới tinh luôn mọi người nhá, cái này nó hay cực kỳ luôn, là khi mà mọi người áp dụng theo cái cách là cho họ quay video luôn từ cái ngày đầu tiên nhá, chơi họ chủ động vô cùng luôn. Mà khi mà những cái người họ đăng lên bằng video á, người ta mình mà thu phục, mình mà thu hút được người khác thông qua cái kênh video á, thì họ sẽ rất là năng lượng, bởi vì họ cũng muốn làm video nên họ mới theo mình đấy. Thì cần mình có phương pháp, có cách làm, có quy trình cho họ thôi là ai cũng sẽ phát triển. Bởi vì em đã có những cái thành viên mà họ mới gia nhập cái ngày đầu tiên họ đã nhập lên 10 triệu thùng hàng đấy, và chỉ sau có 3 ngày thôi họ đã tuyển được 4 đến 5 đến 7 thành viên rồi đó, bởi vì đã có quy trình sẵn và họ chỉ việc làm thôi. Đó, bây giờ em sẽ chỉ chia sẻ đến đây thôi, còn bởi vì nếu mà để nó chi tiết hơn nữa thì để buổi khác em sẽ chia sẻ chi tiết hơn về nhà nhé. Bởi vì bây giờ đang còn 2 giám đốc nữa sẽ chia sẻ cho cả nhà mình về tất cả những cái cách làm mà phải nói là rất là tuyệt vời luôn, mà sẽ không có ở cái buổi Zoom nào có. Video 6 là gì cả nhà? Video chuỗi video 6 à? Chuỗi video 6 sẽ là mình sẽ nói về nhiều nhân vật. Có thể trong một cái video đấy mình có thể diễn 3 nhân vật, 4 nhân vật, 5 nhân vật. Trước đây thay vì mình làm trên Canon Master, mình phải dùng phông xanh, thay vì mình phải lỗi rất là nhiều, cắt bỏ rất là nhiều thời gian, nhưng hiện tại thì em đã làm theo một cái cách khác, làm theo một cái cách mới hoàn toàn luôn. Trời ơi, mọi người cứ tưởng làm một cái video chuyên nghiệp ăn nó phải mất cầu kỳ tiền chục triệu gì đấy mới có thể làm được, nhưng hiện tại nhiều lắm vô cùng luôn. Tí nữa nếu mà ai cần thì có thể là hiện tại thì cái nick Facebook của em thì đang bị gọi là khóa đấy, đang không vào được, thì mọi người có thể tìm cái trang fanpage đó thì chắc sau đó thì mọi người inbox vào đấy thì em có thể làm, hoặc là em sẽ gửi một cái luồng link mà hướng dẫn cái cách làm video đấy, thì em sẽ tặng cho mọi người khoảng tầm 2 đến 3 cái cách làm video hoàn toàn khác nhau luôn, video kiểu gì cũng có luôn. Nói chung là về cái video là cứ video, cứ cái gì liên quan đến video là có video hướng dẫn hết. Trước khi mà em có các chương trình đào tạo cũng như là các buổi đào tạo thì em đã có hết tất cả các cách làm video, tức là khi mà em làm xong được cái gì em đều quay lại video ghi chi tiết để cho mọi người làm, nhưng họ không làm đó. Rồi bây giờ thì nếu như chị em nào mà có câu hỏi gì không hiểu thì mọi người có thể đặt một câu hỏi, chỉ một câu hỏi thôi nhé, bởi vì bây giờ còn tận 2 giám đốc để chia sẻ cho cả nhà mình nữa. Rồi em cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhá. Cảm ơn em rất đã chia sẻ những cái kiến thức rất là hay, rất là tuyệt vời, và chắc chắn rằng tất cả các anh chị em đang theo dõi Zoom ngày hôm nay đang cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì là chúng ta vừa mới đón nhận những cái kiến thức hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì mọi người có thể comment là cảm ơn em Chất được không ạ? Bởi vì là em Chất có gửi tặng cho chúng ta cái quy trình quay video rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì mọi người hãy giúp nhân là comment là cảm ơn em Chất, và ai
muốn có câu hỏi gì dành cho em chắc thì hãy giơ bàn tay vàng của mình lên ạ, để anh Tài có thể bật mic cho chúng ta. Thì bây giờ em xin bật mic cho chị Đào Huyền ạ. Chị Đào Huyền bật mic lên ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Đào Huyền. Mình là đang ở bên đội của bạn Tiết Đô ạ. Nghe thấy không nhỉ? Vâng ạ. Có chị cứ đặt câu hỏi đi ạ. Chị rất là nghe của em chất chia sẻ này, chị rất là cảm ơn và thấy em rất là tuyệt vời. Chị chỉ muốn hỏi là chị muốn xin cái bản mẫu video của em có được không? Dạ có chị, trên Facebook hay là trên fanpage của em có nhiều video lắm chị ạ. Còn về cái video, nói chung là trên kênh YouTube em cũng có các buổi đào tạo miễn phí đấy chị. Tức là có nói chi tiết hơn nhiều, bởi vì nó sẽ hơn gần 2 tiếng luôn á. Thì mọi người cần thì em có thể là gửi qua Zalo cho mọi người. Ừ, thì chị cảm ơn em nhé, chị cảm ơn mọi người vì chị theo dõi của bạn Vàm Nhân là chị rất là phục các bạn ấy rất là tuyệt vời ạ. Nên là chị cũng đã theo dõi rồi, chị cũng muốn học hỏi rất là nhiều. Ok, cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Tí nữa chắc thì đường link YouTube lên cái nhóm chat này, nhóm chat của Zoom này thì mọi người vào mọi người lấy về nhé. Vâng mình cũng muốn nhiều từ mọi người nên là mọi người. Vâng, tiếp theo em mời chị Hoa Hồng ạ. Chị có câu hỏi nào để đặt câu hỏi cho chị Lò Thị Chất không ạ? Chị bật mic nhỉ ạ. Okay. Dạ em chào chị Lò Thị Chất ạ. Tại vì chị cho em đặt một câu hỏi nhé. Em có tuyển được sĩ rồi nhưng mà em muốn cho sĩ vào học Zoom thì nói chung em cũng tuyển, em mới vào Dạ Thảo Liên mình được 2 tháng thôi nhưng mà em tuyển được 3 sĩ là có bán được hàng rồi nhưng mà em nói người ta là vào học Zoom với lại hoạt động trong nhóm ấy nhưng mà người ta không chịu ấy. Vậy à? Vậy chị đã nói như thế nào, chị đã nói như thế nào chị? Dạ em có nói là chị ơi chị chịu khó vào vào Zoom của công ty mình học hỏi mình giao lưu để mình biết cách bán hàng rồi mình có nhiều chế độ hơn rồi mình có nhiều kỹ năng hơn. Rồi em nói thế thì nói chung người ta nói là không có thời gian với lại người ta ngại rồi có nhiều người thì kêu là còn có người bán được rồi nữa cơ mà không chịu đăng bài nữa. Dạ. Thế thì chị có, tức là chị còn nói cho các chị ấy biết là những cái giá trị họ sẽ nhận được trong các buổi Zoom này không ạ? Dạ có chị ạ. Thì nói chung là bình thường á, thì nếu là một thành viên mới, cái cách mà em nếu mà tuyển qua Zoom nhá, em cũng có mọi người ạ. Tức là em sẽ làm cái này, làm một người mới tinh luôn nhá mọi người. Ví dụ như là ngày hôm nay hoặc là gần tối đi, có một chị hoặc là có ai đó có nhắn tin cho em là muốn kinh doanh cùng với em đó, thì mình sẽ em hay có thể em đẩy lên Zoom của công ty ấy. Em bảo là chị ơi tối nay có một cái buổi Zoom của công ty đào tạo về cách mình bán hàng và những cái câu chuyện thành công của những người khác, họ cũng đi lên từ những người mà rất là nhút nhát rè, họ cũng có những cái nỗi sợ hay là những cái rào cản nào đó, nhưng mà khi mà họ đã có cái cách làm riêng của mình cũng như là có cái động lực nào đó đã giúp cho họ phát triển và họ thành công. Và trong cái buổi Zoom ngày hôm nay là một cái buổi Zoom vô cùng là tuyệt vời. Nếu như chị mà trong mình sẽ nói là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ phải mất phí là 500.000, nhưng khi nếu mà chị thực sự là mong muốn mình được phát triển và muốn thành công giống như mọi người ở trong hệ thống của Dạ Thảo Liên hoặc là giống như em, thì chị tối nay hãy dành ra khoảng tầm 2 tiếng chị vào trong buổi Zoom chị nghe nhé. Sau khi mà chị nghe xong mà chị có quyết định là có kinh doanh cùng với em hay không thì lúc đấy mình cũng quyết định không thành vấn đề. Còn nếu như người mình đã tuyển về rồi thì mình phải cho họ thấy được là những người ở trong Dạ Thảo Liên hoặc là trong nhóm của mình đi, đấy, ở trong nhóm của mình á, ít ra là ở trong nhóm của mình có ai đó đã thành công đó, thì mình sẽ chia sẻ, tức là mình phải chia sẻ cho mọi người thấy là khi mà mình làm một mình á thì có thể là mình sẽ không làm nhé, tức là ví dụ mình biết nhưng mình không làm đó, thành ra là mình không biết làm, mình biết nhưng cộng với không làm thì thành không biết làm. Và khi mà mọi người ở một cái môi trường này, thứ nhất là mình sẽ cộng hưởng được cái năng lượng của những cái người ở trong Zoom này, giống như bản thân em trước đây em cũng thế, tức là mình phải khi mà mình nói chuyện với họ nhé thì mình phải luôn đồng ghép theo cái câu chuyện của mình hoặc câu chuyện của một ai đó. Giống như em trước đây có những thành viên của em rất là bận luôn, họ phải trong một cái dịp nào đó họ cực kỳ là bận luôn,
Nhưng mà khi mà nói chuyện họ nói là họ sẽ không tham gia thì họ sẽ không tham gia cái chương trình này, chương trình nọ gì đó, thì em có nói là vâng, em biết chị rất là bận và em biết là cái này chị cũng sẽ khó, nhưng nếu như thực sự mình muốn phát triển này thì cái thời gian là do mình sắp xếp, và mình có mình thực sự muốn thì mình sẽ tìm lý do, và như những người khác, tức là mình phải dùng một cái câu chuyện nào đó đồng ghép vào cái cuộc nói chuyện của mình. Đấy, thì mình phải cho họ thấy được là họ phải gọi là họ phải ngưỡng mộ ai, hay họ có thấy ngưỡng mộ một ai đó, hay là những cái câu chuyện thành công của người khác là dạng như nào, thì mình phải nắm bắt được á. Lúc mình nói chuyện thì mình phải nắm bắt được là họ phải có được những cái mong muốn như thế nào đấy, thì mình sẽ thường xuyên là đồng ghép những câu chuyện tương tự giống như họ vào thôi. Đấy, cái cách mà em hay làm là em sẽ làm như vậy. Và các thành viên của nhóm em nhé, cho dù cái người mới luôn, có khi những người mà chưa nhập hàng đâu mọi người nhé, tức là họ mới nhắn tin. Ở trong Zoom này cũng có thể là sẽ có một hai người mà chiều nay ấy, gần tối rồi 7 giờ nhắn tin cho em, xong em gửi đường link là chị ơi chị vào trong Zoom này chị để nghe, sau đó thì sau khi Zoom xong thì hai chị em mình nói chuyện là chị có quyết định kinh doanh cùng với em hay không. Đấy, thực ra là khi mà họ vào nhá, 100% đều chốt mọi người nhá, bởi vì trước đây em đã từng tuyển từ cái khóa học 3 năm 7 đầu tiên nhá. Tức là khi mà em gửi đường link chị ơi hiện tại công ty Dạ Thảo Liên đang có một cái chương trình đào tạo khóa học trị giá 500k và em là giám đốc chiến lược của công ty Dạ Thảo Liên nên em được tặng 20 suất và em thấy chị thực sự rất là phù hợp với khóa học này, nếu chị tham gia chị sẽ thực sự phát triển, và em đã tuyển được từ người lạ thông qua cái cách mình tặng khóa học cho họ như vậy, và tất cả những người tham gia khóa học đều là sỉ của mình, bởi vì người ta vào trong Zoom này người ta sẽ thấy cái những con người thực sự rất là chân thật, những con người mà gọi là rất là dễ gần, rất là dễ gắn bó, như vậy là như vậy chị ạ. Câu trả lời như vậy đã ok chưa chị? Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị nhiều ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Sâm. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy ấn vào nút đăng ký hoặc xem những video tiếp theo bên trái hoặc bên phải.